cái gì ấy. Em chưa biết là đụng cái gì cả. Trời ơi, anh lại cứ thách em. Trời ơi, em không muốn rồi. Chắc phải em đánh ba lần. Biết thế lúc đấy tán mẹ đi. Nó cũng thích mình. Ơ, mày thấy hay không? Không, em thấy nó nhẹ quá. Hét hét cái lì. Mỗi người một sở thích này mà. PC á. Nhưng mà chơi bắp gì ấy hay là kiểu gì? Trên stem hay là...